Hoàng Anh kính chào quý vị khán giả Ben TV 55.2. Kính thưa toàn thể quý vị, quý vị đang xem chương trình đài truyền hình cùng với Hoàng Hạnh, và một chương trình đang chuẩn bị cho một cái lễ hội rất là lớn và không thể không có, và năm nào cũng tổ chức rất là lớn, đó là lễ hội mùa Giáng sinh năm 2015. Đã sắp tới, quý vị thấy mùa đông đã đến với thành phố Houston, và những cái lễ hội từ Thanksgiving cho đến nay đã bắt đầu chúng ta nhộn nhịp, và mọi người đều có những thời gian cho gia đình và những cuộc lễ hội lớn cho tất cả, cho các em nhỏ cũng giống như cho toàn thể những người lớn và từng gia đình. Thì kính thưa quý vị không thể không nhớ đến đài truyền hình Ben TV 55.2. Mỗi năm đài truyền hình Ben TV 55.2, nhất là vào mùa Giáng sinh, thì luôn luôn tổ chức một lễ hội rất là lớn, đó là lễ hội đầy lòng nhân ái của mùa Giáng sinh. Và năm nay là năm thứ bảy đài truyền hình đã thực hiện được những chương trình lễ hội rất là lớn như vậy. Và năm nay chúng tôi cũng không thể là không bỏ qua, và cho một chương trình rất là sôi nổi, hào hứng sẽ tiếp diễn trong tuần tới, là đúng vào ngày December 20 và là ngày 10 coi như là 20 tháng 12. Và kính thưa quý vị, giờ đây cuộc hội thoại của chiều hôm nay để có thể gửi đến những thông tin cho tất cả quý vị để có thể biết và đến lễ hội cùng với đài Ben TV. Thì Hoàng Hạnh xin giới thiệu với quý vị, đó là Hoàng Hạnh nói chuyện cùng với cũng trong bản tổ chức mà là giám đốc đài truyền hình Ben TV 55.2. Kính thưa quý vị, đó không ai xa lạ, đó là cô Bích Ngọc. Hằng Anh xin chào cô Bích Ngọc, và con mời cô Bích Ngọc gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả Ben TV 55.2. Cô Bích Ngọc cảm ơn Hoàng Anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi Bích Ngọc Ben TV xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình Ben TV. Thưa quý vị, truyền thống của Ben TV hàng năm đó, và cứ đến mùa Noel tới là Ben TV lại tưng bừng rộn rã để mà tổ chức một ngày lễ mừng Giáng sinh, và cũng như là một cái Giáng sinh mà đã đến lần thứ 7 của Ben TV, đó là Ben TV Giáng sinh đầy lòng nhân ái. Đây là năm thứ 7 thưa quý vị. Không một năm nào là chúng tôi quên được cái lễ hội lớn nhất trong năm của chúng tôi, là bởi vì chúng tôi đã phải mất công sửa soạn rất là nhiều thời gian để mà đi gom góp được thật là nhiều đồ chơi và làm thật là nhiều những cái chương trình đặc biệt để mà mời gọi tất cả các em thiếu niên của chúng ta mà đang sinh sống ở bên Mỹ này, và đồng thời cũng có cả mời cả các quý vị cao niên nữa tới để cùng vui một cái lễ hội rất là quan trọng của người Việt Nam chúng ta, đó là lễ mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Vâng, thưa quý vị, hôm nay sẵn có Hoàng Hạnh ngồi đây, thì cô Bích Ngọc muốn hỏi Hoàng Hạnh về cái chương trình của chúng ta vào cái ngày lễ Giáng sinh này. Mình có nhiều chương trình lắm, có phải không? Thì Hoàng Hạnh có thể kể cho quý vị khán thính giả nghe xem là mình có những cái điều gì mà đặc biệt năm nay không? Kính thưa quý vị, Hoàng Hạnh hân hạnh lại được đến với quý vị trong một chương trình mùa Giáng sinh đầy lòng nhân ái. Kính thưa quý vị đã xem những chương trình và quý vị đã tham dự những chương trình lớn của đài truyền hình Ben TV mỗi năm. Thì nhất là cái chương trình mùa lễ hội Giáng sinh thì chắc chúng ta không thể nào không quên, tại vì không những là toàn thể nước Mỹ và cả hàng triệu người trên thế giới đều mừng ngày Chúa sinh ra đời, và một cái ngày đó cho dù tôn giáo nào cũng là chào đón ngày Giáng sinh. Và kính thưa quý vị, thì quý vị thấy rồi, hàng năm đài truyền hình Ben TV của mình coi như là kết hợp với lại bên sở cứu hỏa, phải vậy không cô? Vâng, vâng, thưa thế này ạ. Năm nay đây thì thưa quý vị khán thính giả, là chúng tôi rất là hân hạnh được cùng hợp tác với lại ban đại diện cộng đồng để mà chúng tôi được tổ chức cái ngày lễ Giáng sinh này. Thành ra là mọi việc có thể nói ra nó có những cái đặc biệt mà quý vị chưa bao giờ từng thấy. Và đồng thời đó thì nhất là có nhiều những cái mà có cuộc thi. Bây giờ mình phải nói cái đó trước nhỉ, không sợ để quý vị quên. Thì để quý vị về, quý vị sẽ sửa soạn cho các em. Thì chúng mình có một cái cuộc thi này rất là hấp dẫn. Thì xin cô Hoàng Hạnh nói với
chia sẻ với quý vị về cái cuộc thi về trang phục của cái ngày lễ Giáng sinh này như thế nào. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình ban tổ chức của đài truyền hình VTV đã chuẩn bị một chương trình thi coi như là thi lễ hội hóa trang, phục trang. Thì kính thưa quý vị, với cái tuổi của các em, tuổi từ coi như là từ 4 tuổi cho tới 15 tuổi, kính thưa quý vị hãy cho các em ghi danh vào số phone đang được chạy trên màn hình, đó là về cuộc thi trang phục vào đúng ngày 20 tháng 12 là chủ nhật next week, là chúng ta sẽ đúng vào cái ngày lễ hội đó. Và kính thưa quý vị hãy trang bị cho các em và mặc cho các em những cái bộ trang phục về Christmas, những màu của Christmas thật là đẹp để các em có thể dự thi trong chương trình trang phục lễ hội hóa trang của VTV vào dịp Giáng sinh 2015. Và kính thưa quý vị, khi mà quý vị, chúng tôi sẽ có 3 giải cho cái lễ trang phục đó, đó là giải nhất thì các em được giải thưởng là 150 đồng, giải nhì các em được 100 đồng và giải ba là 50 đồng. Xin quý vị hãy nhanh ghi xuống hoặc là cầm ngay cái phone lên để có thể gọi ngay chúng tôi ở số phone ở dưới màn hình để quý vị có thể ghi danh, ghi tên cho các con em của quý vị để có thể dự thi một cái chương trình coi như là lễ hội rất là vui nhộn và rất là hào hứng quý vị nhé. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì kính thưa cô, chương trình coi như là Giáng sinh đầy lòng nhân ái 2015 của đài truyền hình VTV năm nay thì chúng con cũng có một cái coi như là muốn cái chương trình văn nghệ thật là phong phú, thật là hấp dẫn. Vâng, và vì thế là thành ra là muốn cho các em được đóng góp ở trong cái chương trình, tại vì như mình live show phải không cô? Dạ vâng. Quý vị, hôm đó là live show, thành ra các quý vị nhớ thế nào cũng phải tới đây để mà thưởng thức. Và đồng thời nếu mà quý vị nào mà không đi được đấy, thì cứ việc mở tivi lên là đã thấy chúng tôi đang diễn tiến hoặc là những cái sinh hoạt đang hoạt động ở ngay khuôn viên của đài truyền hình VTV thưa quý vị. Dạ thưa cô nói vậy thì mọi người ở nhà coi TV là cho như mình hết vui rồi. Quý vị ơi, mặc dù là live show nhưng nếu như mà quý vị có thời gian, quý vị hãy đến đây chứ đừng ở nhà. Tại vì ở đến đây nó mới thấy được cái không khí sôi nổi, không khí vui tươi của mình không cô? Dạ, và quý vị cũng cho con em của quý vị được tham dự chương trình ca nhạc hoặc là có những cái tài năng gì hay về ảo thuật, về làm ảo thuật hoặc là múa hoặc là như thế nào đó, coi như là hoàn hạnh. Và đài truyền hình VTV mong rằng quý vị hãy cho các con em mình đóng góp vào chương trình để cho chương trình lễ hội thật là phong phú, thật là hấp dẫn, thật là sôi nổi. Vì thế là xin quý vị hãy vui lòng gọi vào, quý vị ghi danh cho tất cả con em của quý vị, muốn hát cũng được, múa cũng được, làm ảo thuật hoặc là nhảy biểu diễn mấy cái về cái gym đó cô. Dạ vâng, thì là cũng rất là hay. Kính thưa quý vị, và bên cạnh đó chúng tôi không quên giới thiệu đến quý vị có những tiết mục đã sẵn sàng để ready cho chương trình, là sẽ có múa lân, có ban nhạc của Mỹ trình diễn, và bên cạnh là những ca sĩ. Và Hoàng Hạnh cũng sẽ mời những ban hợp ca của nhà thờ hoặc là ở ngoài để có thể ca những bài nhạc Giáng sinh, hầu cho chúng ta luôn luôn được gợi nhớ đến kỷ niệm mùa Giáng sinh của 2015. Thì kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì con muốn cô nói chuyện, cô sẽ cho quý vị khán giả mình biết là tại vì thứ nhất cái công khó của đài truyền hình VTV để khi đi collect những cái quà của các em đó cô, đã collect từ lúc nào rồi để cho đến ngày đó mình có những cái có thật là nhiều quà, và mình, sau đó con sẽ thông báo cho bây giờ cô sẽ trình bày với để cho quý vị biết được có những cái quà gì nha gì cô nha. Dạ. Thưa quý vị, cái ngày lễ hội Giáng sinh mừng lễ Giáng sinh của đài truyền hình VTV đó là một cái truyền thống và chúng tôi đã làm đến năm nay là năm thứ 7, và đó là một cái lễ hội lớn nhất trong năm mà chúng tôi cố gắng làm như thế nào để có một cái lễ hội đặc biệt của cái signature là của đài truyền hình VTV. Thì thưa quý vị, năm nay là chúng tôi cũng có sự hợp tác với lại ban cộng đồng
đại diện cộng đồng là chúng tôi cùng làm chung cái lễ hội này. Cho nên là thứ nhất thì Sở Cứu Hỏa đó là nơi mà chúng tôi đã hợp tác cách ngay đây là 7 năm. Thì trước khi cái ngày Noel này đó sắp tới như vậy đó, là Sở Cứu Hỏa đã được rất là nhiều những cơ quan của người Mỹ hay là những cái nhà từ thiện của người Mỹ và những người tư nhân nữa, họ đi collect những cái đồ chơi ở tất cả những cái công sở hoặc là những nhà hảo tâm mà mang đến Sở Cứu Hỏa. Và từ Sở Cứu Hỏa sẽ đặc biệt dành cho VNTV một phần thật là lớn để mà cho VNTV phát quà cho các em của chúng ta. Thì như quý vị đã biết, chúng ta Trần Quốc Anh đã rất nhiều lần lên để tường trình với quý vị. Có những ngày mà chúng tôi gọi là kick off đó, là cái ngày đó, đó là cách đây đã vào khoảng độ 10 ngày rồi, thì đã là đi lấy tất cả những cái quà đó mà phải đi từ 5 giờ sáng để mà đi gom góp tất cả quà ở các nơi đem về Sở Cứu Hỏa. Và đồng thời những người nào mà muốn cho quà cũng mang đến Sở Cứu Hỏa để mà cho. Rồi sau khi đó đó thì họ gom, họ để đó và sẽ đặc biệt đem đến cho đài truyền hình. Và đài truyền hình chúng ta là một nơi đại diện chính thức cho Sở Cứu Hỏa để mà phân phát những cái món quà này cho các em nhỏ. Thì thưa quý vị, trong những cái quà đó đó thì có nhiều những cái quà rất là quý giá. Ví dụ xe đạp cũng có này, rồi những có rất là nhiều, thưa quý vị, mình không thể nào mà mình kể hết được. Nhưng mà đặc biệt là khi mà chúng tôi nhận được quà thì phải có người phân phối. Vì vậy cho nên là cũng phải sửa soạn sẵn. Và nếu mà được thì xin quý vị, nếu không có thì giờ mà quý vị đến để mà lấy số, thì xin quý vị cứ gọi đến đài truyền hình VNTV. Và ở đó là chúng tôi sẽ có cái số điện thoại để cho quý gọi, để cho quý vị gọi vào. Và chúng tôi sẽ biên xuống là gia đình quý vị có bao nhiêu các em nhỏ và các em vào mấy tuổi, em trai hay em gái. Nhờ vậy đó thì chúng tôi mới là chia những cái phần quà đó ra từng phần riêng một và để sẵn đó. Và khi mà quý vị đến, quý vị chỉ việc nói là cái tuổi là bao nhiêu và con trai hay con gái, là chúng tôi đã sẵn sàng có những cái món quà để sẵn đó rồi. Thì thưa quý vị, những cái quà này đó, tuy rằng nó chỉ là một cái quà nhưng mà phần đông là đồ quà mới hết tất cả. Chứ ít khi mà có những quà mà người ta ở bên Mỹ này, người ta ít khi người ta cho những cái quà mà đã dùng rồi đó, thưa quý vị. Thành ra là các em cũng rất là vui vẻ, bởi vì dù rằng ở nhà bố mẹ có mua quà cho các em đi chăng nữa, nhưng mà cái quà của cái lòng nhân ái của những cái người bạn trẻ, của những cái người mà có lòng nghĩ đến mình, cho mình, thì đó là một cái kỷ niệm để mà cho này, sau này đó các em nó cũng nghĩ rằng nó cũng sẽ có những cái lòng nhân ái như những cái người mà người ta đã từng cho các em những cái món quà mà khi em còn thơ ấu đó. Thì như vậy đó, nó cũng là một cái kỷ niệm, cái dấu ấn để cho em biết rằng cái lòng nhân ái luôn luôn lúc nào nó cũng được mở rộng đối với những cái người ở xứ sở văn minh như là nước Mỹ như thế này. Và ngoài ra đó thì thưa quý vị, chúng tôi còn mời gọi được cả các, xin các quý vị cao niên cũng nên tới vui, là vì ngày hôm đó đó là chúng tôi có tổ chức một cái bữa cơm mà chúng tôi đã nói nhiều lần là năm nào VNTV cũng cùng chung vui với quý vị, cùng chung vui với các em, và chúng ta cùng ăn một bữa cơm nóng ở ngay đài truyền hình VNTV để chúng ta cùng chia sẻ cái nỗi vui, nỗi buồn và cái nỗi nhớ nhà của mình ở Việt Nam, hoặc là chia sẻ với các bạn mới để chúng ta có những cái tin tức mới. Và cái nhất là các em, các trẻ em khi đến đây mà nó gặp được những cái bạn mới thì nó rất là vui. Thì ngoài ra các em còn được vẽ mặt này, xong rồi các em lại còn được chụp hình với ông già Noel và lấy liền này, rồi các em lại được nhảy múa, các em có thể ghi tên để các em lên ca những cái bài ca mà các em thích, hoặc là những cái câu nói, hoặc là những cái câu thơ, hoặc là những cái tài của các em cũng có thể gọi vô ghi tên.
đàng hoàng để chúng tôi cho vào chương trình và các em có thể lên trên sân khấu nhảy múa nữa. Và đồng thời nữa thì cái cuộc thi mà cuộc thi gọi là thi trang phục đẹp nhất của ngày Noel đó, thì cái cuộc thi này chắc là các em thích lắm, là vì được dịp mà bố mẹ ở nhà sẽ sắm cho các em những cái bộ quần áo thật là đẹp và các em sẽ được đi thi. Thì khi mà đi thi thì thế nào thì cũng có giải thưởng, cho nên rằng thì là các em sẽ lại rất là vui khi các em có giải thưởng, khi mà đến đây để vừa có được quà này, vừa được chụp hình này, vừa được xem múa lân này, rồi lại vừa được giải thưởng nữa, và lại được mọi người khoe với mọi người là mình mặc quần áo là fashion nhất trong cái ngày mà lễ hội như thế này. Vâng, và cũng mong rằng quý vị nhớ, quý vị nên gọi vô để cho chúng tôi biết rằng số người tới là bao nhiêu, để chúng tôi thứ nhất là lo về vấn đề ẩm thực, thứ hai nữa là mỗi một người đến đây chúng tôi có một cái món quà riêng cho từng người, cả từ các em từ 2-3 tuổi cho đến các cụ, mỗi một người là đều có một cái nón của ông già Noel Christmas ạ. Thành ra là đến đây cái ngày hôm đó chúng ta sẽ thấy hàng rừng, hàng ngàn người, người nào cũng là ông già Noel hết, người nào cũng, ngay chính bản thân tôi cũng đeo một cái nón của ông già Noel, và mình sẽ nhìn thấy bao nhiêu là ông già, cả ngàn ông già Noel ở thành phố Houston này gom lại hết, hoặc là đến cái sân của khuôn viên của đài truyền hình VTV. Thì mỗi một khi mà mình đi đâu hay là một vài năm nữa nếu không có chúng tôi ở đây thì quý vị cũng nhớ đến, đi qua cái đài VTV này thì cũng nhớ đến là năm nào cô Bích Ngọc với lại bác sĩ Vũ Ban cũng cùng chung vui với chúng ta. Bác sĩ Vũ Ban với lại cô Bích Ngọc cũng cùng chung vui với chúng ta, và chúng ta đã từng là những cái ông già Noel. Người lớn cũng là ông già Noel và con nít cũng là ông già Noel, cả một rừng ông già Noel ở ngay tại cái khuôn viên này, thì quý vị thấy thử tưởng tượng xem là có vui biết mấy không, thưa quý vị các bạn nghe không ạ? Jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.